Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần, gặp thời đổi vận, tiền bạc ùn ùn kéo về chỉ sau một đêm. Hoan hỉ chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 4 âm lịch. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên của những gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 4 âm lịch. Thưa quý vị, các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 4 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ phải chịu rất nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh thái tuế, cho nên phải gánh vác trên vai rất nhiều những áp lực, trọng trách và nhất đó chính là vấn đề về tiền bạc, kinh tế. Họa vô đơn chí, đây là một năm cực độc nếu như bản mệnh không nắm được vận trình thái tuế và cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra thì rất có thể sẽ gặp đại nạn trong năm 2022 nhân dần này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phán liên tục. Nhưng mà quý vị cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Ất Tỵ chúng ta phải quá lo lắng, bởi vì những khó khăn trở ngại trong cuộc sống đến với mình là để giúp mình hoàn thiện bản thân hơn mà thôi. Và sau những biến cố xui xẻo thì bao giờ cũng là những con đường sáng lạn ở phía trước. Và nếu nắm được vận mệnh và biết cách đi đúng hướng thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 4 này vẫn sẽ có được những thành công đột phá và đứng đầu trong top những con giáp giàu có nhất trong năm 2022 nhâm dần này. Vậy thì ngay bây giờ, để có thể biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần, xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết qua video ngay sau đây. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định với mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh, tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Tuổi Ất Tỵ đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu nên cảm xúc rất dễ bị xáo trộn, tinh thần bất ổn, rất cần được mọi người quan tâm hỏi han. Nhưng nhìn chung trong tháng này công việc làm ăn khá thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư vẫn tiếp tục sinh lời, giúp quý gia chủ củng cố tài chính và phần nào yên tâm khi về hưu. Sức khỏe giảm sút đáng kể, khó tránh khỏi những triệu chứng tuổi già như cao huyết áp, bốc hỏa trong người, các bệnh về khí huyết, ngủ kém, không sâu giấc, ăn uống không thấy ngon miệng. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp Ất âm mộc nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Tỵ cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc người thân bạn bè quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 gặp khá nhiều cơ hội trong sự nghiệp vào tháng này, báo hiệu sẽ có nhiều bội thu bằng kinh nghiệm sẵn có của mình. Bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển đi lên. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời đầu tháng, tuy nhiên bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc, nếu không thì dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Người làm đầu tư kinh doanh cũng gặp được những bạn hàng đối tác tin cậy, mở ra cơ hội hợp tác làm ăn, hướng tới mục tiêu chung. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, bản mệnh cần phải thận trọng khi giải quyết các mối quan hệ về hành chính, kẻo tiền mất, mất cả quý nhân. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ất Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài lộc khá vượng.
Tuổi Ất Tỵ có thể được hưởng lợi ích đều đặn từ những khoản đầu tư hoặc tiết kiệm trước đó, giúp cho đời sống gia đình trở nên dư giả. Ngoài ra, một số người được thăng chức tăng lương cũng nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn đó là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu vá vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút nghĩ suy, cả bạn hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ không được lý tưởng như mong muốn. Có thể bạn sẽ phải làm việc vất vả, lo toan nhiều khiến tinh thần luôn căng thẳng, cơ thể luôn mệt mỏi. Dù sao thì bạn cũng không còn trẻ như hồi thanh niên. Đừng bắt mình phải ôm đồm, lo lắng quá nhiều việc. Có nhiều vấn đề cứ nghĩ thoáng ra thì sẽ tốt hơn. Gia chủ cũng nên tin tưởng con cháu, để con cháu giúp mình giải quyết khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống. Nếu cơ thể có những cảnh báo rõ ràng, bạn nên gác lại công việc hàng ngày và đi khám chữa bệnh ngay, chớ nên kéo dài khiến bệnh ngày càng trở nặng. Các quý gia chủ tuổi Ất Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này người tuổi Tỵ sinh năm 1965 gặp vận đào hoa. Đây là dấu hiệu tốt với những người đang còn sống đơn thân hoặc độc thân. Bạn có thể cởi mở giao tiếp với mọi người. Bạn có thể sẽ tìm được một người thật lòng muốn quan tâm chăm sóc mình trong tương lai. Tuy nhiên, nếu đã là người có gia đình, nên chú ý giữ khoảng cách với người khác giới. Bạn không nên buông thả cảm xúc của mình, sống phóng túng hoặc giữ quan hệ ám muội với người khác. Đó chính là hành động đáng lên án, gây tác động xấu đến hạnh phúc gia đình. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức ngày 10 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 4 năm 2022, tức ngày 22 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 4 năm 2022, tức ngày 7 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 4 năm 2022, tức ngày 19 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi 1965 trong tháng 4 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở trong những video tiếp theo. Xin chào!